Chiều ngày 2 tháng 11, tại hội trường tỉnh ủy, Ban chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2017-2021, tổ chức họp để nghe các nhóm báo cáo công tác kết quả hoạt động tháng 9, tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11, tháng 12 năm 2018. Bí thư tỉnh ủy Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp. Tham dự có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân cùng thành viên Ban chỉ đạo, các nhóm công tác và tổ thư ký. Tại cuộc họp, đại diện các nhóm công tác báo cáo kết quả hoạt động tháng 9, tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2018 về các lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, nội vụ, lĩnh vực công nghệ thông tin 4.0, lĩnh vực du lịch, hạ tầng giao thông và lĩnh vực nông nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị nhóm công tác thể chế 4.0 phát triển nguồn nhân lực phải quy hoạch lại hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh, hướng đến phục vụ nhân dân đạt chất lượng cao. Sở Y tế cần phải quan tâm và triển khai nhanh việc đầu tư sửa chữa một số công trình đã xuống cấp để nâng cao chất lượng hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Trần Lưu Quang cho biết hiện nay các công trình trên địa bàn tỉnh được triển khai rất đồng bộ và ráo riết. Tỉnh cũng đã nhận được sự ủng hộ từ Trung ương, các dự án của nước ngoài, v.v. Điều này cho thấy một sự thay đổi rất lớn từ trong cách làm, cách nghĩ của tất cả chúng ta. Liên quan đến lĩnh vực văn hóa xã hội, Bí thư tỉnh ủy cho rằng nên đưa vào một chỉ tiêu, đó là đến cuối nhiệm kỳ, Tây Ninh sẽ không còn hộ nghèo nữa. Phát biểu kết luận tại buổi họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân đề nghị nhóm công tác nông nghiệp tập trung chuẩn bị khánh thành nhà máy Tiny Food dự kiến vào đầu tháng 1 năm 2019 và phối hợp với công ty cổ phần Lavifood hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc triển khai các nhiệm vụ doanh nghiệp đã đề ra, đặc biệt là triển khai vùng nguyên liệu. Đồng thời, tiếp tục làm việc với công ty Nafoods về kế hoạch triển khai dự án phát triển vùng nguyên liệu và những nội dung khác mà tỉnh đã ký kết hợp tác với công ty. Đối với đề án chuỗi giá trị nông nghiệp tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lấy ý kiến đóng góp, phản biện của các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là hội nông dân, hội phụ nữ, nhà phân phối, doanh nghiệp để trình thông qua nhóm công tác về nông nghiệp trước khi trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công việc trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhóm công tác về thể chế 4.0 và phát triển nguồn nhân lực cần đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần phải làm của năm 2019. Như xây dựng chính phủ điện tử, trung tâm thông tin điều hành kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó lưu ý đến hiệu quả sử dụng, đặt tại địa điểm hợp lý, xây dựng các đề án khung, đưa ra một số lĩnh vực cần ưu tiên để phân tích, dự báo tình hình, đặc biệt phát huy vai trò của trung tâm hành chính công, nâng cao thái độ phục vụ của cơ quan công quyền, phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả. Về lĩnh vực du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhóm này cần chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào nghèo, đồng thời chuẩn bị tốt cho tuần lễ bánh tráng phơi sương lần 2 ở Trảng Bàng vào tháng 12 tới. Các hoạt động mừng đảng, mừng xuân cần có nét riêng, chú đáo, ấm cúng và hội xuân núi Bà Đen năm 2019. Về hạ tầng giao thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý nhóm công tác hạ tầng giao thông theo dõi tiến độ thi công của một số dự án do Trung ương đầu tư trên địa bàn, như dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, dự án cao tốc Hồ Chí Minh đoạn Chân Thành Đức Hòa, đường tuần tra biên giới, dự án sửa chữa cải tạo quốc lộ 22B, dự án tưới tiêu khu vực phía tây sông Vàm Cỏ Đông sau khi có chủ trương về nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, tập trung thực hiện nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án như dự án đường 30 tháng 4, đường DT782, DT784, đường đất sét Bến Củi, đường DT790 nối dài v.v. hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2019. Hoàn chỉnh trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đề án chống ngập úng thành phố Tây Ninh và đô thị huyện Hòa Thành.